xin chào các bác và ngày hôm nay thì đồng hồ quang lâm vừa về được một chiếc grand seiko và đây là chiếc slgh005 và hôm nay thì em sẽ cùng với các bác trên tay nhanh chiếc này chiếc này đó là một chiếc hàng mới chưa qua sử dụng uh, full box hộp sổ thẻ đầy đủ giấy kiểm định của grand seiko và em sẽ trên tay nhanh với các bác thì em sẽ rút gọn cái phần bóc hộp nhé. một chiếc SLGH005. Một chiếc hàng mà chưa qua sử dụng này. Đây là chiếc SBGH SLGH005. Tên chính xác và đầy đủ của chiếc này là Gran Seiko Shirakaba 2bit. SLGH005 một chiếc mới new chưa qua sử dụng và giá bán niêm yết của nhà sản xuất là 1 triệu 155 nghìn Yên là khoảng gần 200 triệu tiền Việt Nam tức là hơn 9.000 đô Trước này nó là size của nó là size 40 đấy các bác nhé size 40 và độ dày là 11,7mm chúng ta sẽ có cái lắc càng của nó là 47mm nhé và sau nếu anh em thay dây ra thì chỗ này sẽ là 22 và dưới là 20 và với size 40 dày 11,7 này thì nó sẽ phù hợp với anh em có cổ tay tầm 16 trở lên. Thì chúng ta đeo dòng này là rất đẹp. À. Một chiếc với cái thiết kế mặt đều rất đẹp. Toát lên được cái sự mạnh mẽ và tinh tế của thiết kế của Grand Seiko Giao diện tổng thể theo phong cách Evolution 9 có nghĩa là cuộc cách mạng về thiết kế thứ 9 của Granseco và đây sẽ đánh dấu một phần quan trọng tạo nên được cái dấu ấn của Granseco trong những năm tới và họ sẽ thiết kế theo phong cách này, theo form này. Thế hệ tiếp theo của những chiếc Granseco sẽ được thiết kế với những đường nét nó tương tự kiểu như thế này với một vẻ ngoài mạnh mẽ và đơn giản, tinh tế. bộ kim của nó làm đẹp. Thực tế ra thì cái phong cách của phong cách thiết kế của Grand Seiko nó đã được định hình từ những năm 19667 với chiếc GS44 đã được định hình rồi và nó sau đó thì nó đã được áp dụng sau quá nhiều thập kỷ, trong quá nhiều thập kỷ từ thập kỷ thứ 6 thập kỷ 1960 1970 trở đi. Và người ta sử dụng cái form 44GS quá nhiều đến bây giờ cũng rất nhiều những chiếc đồng hồ đời mới của Grand Seiko sử dụng cái form dáng 44GS. Nó nó vẫn vẫn rất đặc trưng và như chiếc SLGH005 này thì nó sẽ lại tiếp nối mở ra một cái kỷ nguyên mới với cái form dáng thiết kế kiểu như thế này. Vẫn tuân theo cái nét đặc trưng của Grand Seiko về thiết kế đó là cái giao diện của nó nó dễ nhìn. À, vẻ đẹp thì nó trầm lặng, nó tĩnh rất tinh tế Mặt của chiếc này vẫn như thường lệ là hình ảnh của những cây bạch dương Ở khu vực làm ra những chiếc Grand Seiko là ở Shizuki -shi ở tỉnh Iwate phía bắc của Nhật Nơi sản xuất ra những chiếc đồng hồ cơ của Grand Seiko Và ở đó thì có những cây rừng bạch dương Cây bạch dương trắng và đó cũng chính là những cái nguồn cảm hứng của các cái kiến trúc sư của Grand Seiko thiết kế ra mặt đèo của chiếc SLGH005 này mặt đai của những cây bạch dương trắng các bác có bác nhìn thì các bác bảo đây nó nhìn nó giống như cái vách đá cũng đúng nhưng mà thực tế ra thì nó khởi nguồn của nó là rừng cây bạch dương dòng này nó có hai kiểu đấy một con màu đen và một con này thì màu trắng bạc em cũng đã có cơ hội được cầm trên tay cả màu đen lẫn màu trắng rồi các bác có thể nhìn và quan sát màu trắng thì nhìn bên ngoài nó có vẻ nó long lanh hơn. Màu đen cái con màu đen thì nó là thân vỏ titanium nó nhẹ hơn cái con này. Con này thì nó là thân thép, độ bóng của thép thì nó bắt sáng nó cũng tốt hơn. Bộ kim cọc này với độ hoàn thiện với lại uh, rất sắc nét các cái đường cắt kim cương ở bộ kim và cọc số nổi bật trên một cái nền tay ổ cây bạch dương nằm gọn trong một cái các cái góc cạnh bo tròn của bộ thân vỏ ở bên ngoài nó toát lên cái sự gọi là tự nhiên và một sự hài hòa về tổng thể bên ngoài là mặt kính sapphire trong suốt có cảm giác như những bộ kim cọc có thể rơi ra khỏi mặt số được. Cảm giác như không có kính luôn các bác nhé. Đây nó chính là cái truyền thống của Grand Seiko đó là tính thực dụng, tức là dễ hiển thị, luôn luôn là cái ưu tiên hàng đầu trong thiết kế và và nó là cái truyền thống của Grand Seiko từ ngày xưa rồi. Đó là dễ nhìn, đơn giản. Kim giờ thì được thiết kế ấn tượng hơn được cắt ở đầu này. Trong khi kim phút dài và chạm tới cái vạch phút ở bên ngoài. Đây, các kim được phân biệt một cách rõ ràng để nó dễ dàng xem giờ một cách nhanh nhất. Ở cọc số 12 thì được Grand Seiko làm double lên ở dưới là logo GS Grand Seiko. Sang đến đây chúng ta có ô lịch ngày. 2 bit 36.080 phần giờ Tictoc. Đó, chúng ta có thể xác định giờ giấc ở tất cả mọi góc nhìn nó rất là dễ nhìn giờ đó là cái tính thực dụng của Grand Seiko và nó cũng là cái văn hóa Nhật nó được um, họ truyền vào bên trong các cái thiết kế của họ form dáng vỏ thì rất là mỏng nhờ vào cái độ mỏng của máy bộ máy 2 bit 36.000 này nó mỏng hơn khoảng 15% so với lại bộ máy 2 bit thông thường nên là đồng hồ nó có kiểu dáng rất là thanh mảnh và gọn gàng nhé thoải mái trên cổ tay Máy của con này thì nó sử dụng bộ máy 9SA5. Bộ máy rất là cao cấp, gần như là cao cấp nhất của Granseco tại thời điểm hiện tại. Con này thì nó là hàng mới, chưa bóc siêu. Dòng máy mới nhất của Grand Seco này được họ giới thiệu ra thị trường vào năm 2020. Và với bộ máy này, đây là bộ máy cơ tự động hoàn toàn. Còn nếu mà chúng ta thích cái thiết kế như thế này màu đen, à quên thiết thích kế như thế này thì mà thích bộ máy spring dry hơn thì chúng ta có thể nghiên cứu sang chiếc SLGA009 ấy. thì nó sử dụng máy spring dry. Còn chiếc này thì nó sử dụng máy cơ automatic 9SA5 đây này. Chi tiết A5 này thì nó có tới 47 chân kính em sẽ bóc tạm một chút xíu cái siêu này ra để các bác cùng xem tí nữa em sẽ lại trả lại. Các bác quan sát cái bộ máy nó sẽ dễ hơn. 36.000 tần số dao động 47 chân kính đấy và 80 giờ tích cót với bước sai số thì tương đương Rolex được. cộng 5 giây đến trừ 3 giây mỗi ngày 36.000 tần số dao động và 30... 80 giờ tích cót tức là tần số dao động đã được Grand Seiko làm tăng lên 36.000 10 xung nhịp một giây tăng được cái <laughs> khả năng tích chữ cót với ổ cót đôi và được làm mỏng đi họ làm rất rất là cao cấp luôn đây là bộ máy cao cấp nhất của Grand Seiko bộ máy 9S A5 cũng được coi là bộ máy đỉnh cao nhất của toàn ngành đồng hồ Nhật Bản hiện tại đấy các bạn 9 s A5 sau này thì tại sao nó lại tích cót được lên tới 80 tiếng bởi vì nó sử dụng những hai ổ cót đôi ở bên trong nên là tích trữ được lên tới 80 giờ mặc dù tần số dao động cao 36.000 tần số dao động Rất đặc biệt khi bộ máy này họ làm được mỏng Thực tế nó mỏng hơn 0,8% 0,8mm so với lại bộ máy 2 bit thông thường Tức là tương đương với khoảng 15% Mỏng đi được khoảng 15% so với bộ máy 2 bit thông thường đấy Làm đồng hồ nó hài hòa hơn rất nhiều Một tác phẩm uh, nghệ thuật ở trên cổ tay Để em dán cái này vào đã chiếc này với size mặt đường kính là size 40 và dày 11,7mm cái lắc này là 47 này thì nó sẽ phù hợp với anh em có cổ tay tầm 16 trở lên và đây là trên cổ tay em là cổ tay 16.5 đây cổ tay 16.5 nhé em cao 1m72 và nặng 72kg thì cổ tay 16.5 đeo chiếc này nó sẽ như thế này thì các bác cùng ướm Rất là mỏng và nó ôm sát của tay Bộ máy 36.000 tần số dao động tích có 80 tiếng Nặng 178 gram Khá là đầm tay Đúng là một tác phẩm nghệ thuật trên tay đấy Bộ máy cao cấp nhất của Grand Seiko Tại thời điểm hiện tại trông nó đơn giản này thôi Nhưng nó là bộ máy xịn nhất của Nhật hiện tại Dòng này thì nó cực kỳ bền Bằng chứng là những chiếc GS Vintage 36.000 tần số dao động của những năm 60, 70 đến bây giờ thì vẫn chạy rất là tốt. Nhiều bác vẫn đang rất săn lùng cái dòng đấy. Nó vẫn chạy cực tốt. Và đây là những cái thành tựu của những thập niên, những thời, thời, thời bây giờ. Nó đã được tiếp thu bao nhiêu cái tinh túy của mấy chục năm, cả trăm năm kinh nghiệm. Và nó sẽ có thể nó sẽ còn bền hơn rất nhiều so với những dòng đồng hồ thập niên 60, 70 không biết là bao nhiêu năm nữa thì nó sẽ hỏng các bác có thể tự phán đoán và đưa ra những cái xác uh, nhận định của mình chiếc này thì đang được Grand Seiko niêm yết với mức giá khoảng 9.100 đô tương đương với lại khoảng hơn 200 triệu tiền Việt hàng mới nó sẽ rơi vào khoảng tầm 170 cho đến khoảng 160 đến 180 tùy chừng chiếc như chiếc này thì hiện tại bên em đang có một chiếc với mức giá rất là tốt khoảng 105x triệu và có thể giảm hoặc có thể tăng hơn một chút so với lại uh, tùy vào giá của trên thị trường bác nào quan tâm có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần mô tả của video hoặc có thể truy cập vào website đồng hồ com để các bác có thể check thêm những thông tin về chiếc SLGH005 đồng hồ quang lâm nói thật giá thấp xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo